về tiếp tục thì tôi xin hôm qua thể lệ bầu cử. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, đường đoàn thị chính hành tiên qua thế hải quan xuống dưới chính hành đoàn 12 nước quyền thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 9 năm 2013 thể lệ bầu cử căn cứ vào điều 3, điều 9 và điều 12 chương 2 của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, căn cứ hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn của ban chấp hành trung ương đoàn chi đoàn 12